những cái tên sau lưng này ha, đưa cho bằng ký đây nha. Bằng ký đây nè, đây nè, đây nè. Cơm chưa? Cơm chưa? Giao bên chị Duyên nè. À, ấy cái mấy thằng nãy hả? À, nó để hàng lộn xộn. Cơm chưa không? Dạ không ăn rồi. Sáng cũng thấy ăn bây giờ. Hồi sáng à, sáng sôi. Điện cơm hết nhau. Mở điện thoại lúc nào cũng phải mở vậy chị dạ. Quay video đó, anh đang quay đây là đang quay anh rồi đó. Dạ. Thì làm công chuyện. Lúc nào cũng làm chuyện dạ. Bến trên sau mà đưa cho xuống hả? Sao kỳ vậy? Để dùng gì vậy? Nhưng mà bị gì không biết hả chú? Anh biết đâu. Là không cho xuống hàng hả? Vô xe vô kìa mày. Bạc mạnh lên khối luôn. Ai vậy ta? Chắc giao cơm quá. Nó đâu? Xe hai xe nhà, xe của Nghĩa. Làm cơm tiếp tục. Tiếp tục cơm tiếp. Xe không nhận để tè le ra ngoài luôn rồi kìa. Không gỗ lễ. Cùng công ty nãy luôn á. À. Sao thấy thằng đó đi của mình đó ta? Nhưng có người phụ đó. Tại vì tài xế vừa bóc xếp luôn rồi. Tuy giấy tờ mình cũng trả để không cứ tổng coi có đúng có mấy ổng ký không nè. Thì hồi đó thì dạng tùm lum tà la thì tất nhiên phải có sơ suất là cái chắc rồi, phải có đâu có bây giờ thì nó ổng lợi lợi thì nó hết mình dán cái bản giấy thông báo tên của mấy chiếc chữ ký luôn nè. Ừ, nó biết ai ký ai ký. Ừ. Ra vô không giấy trời biết tình đâu mà mòn.